Tổng Trọng bảo kê Trần Tuấn Anh tới phút chót để được hạ cánh an toàn hay sao? Vào ngày 27 tháng 1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ra thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với một số nhân sự cấp cao liên quan những sai phạm của Bộ Công Thương trước đây. Ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng, và ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị kỷ luật ở mức khiển trách. Công luận thấy rằng với hình thức kỷ luật giơ cao đánh khẽ như vậy thì chẳng có tác dụng gì cả với công cuộc đốt lò của ông. Đáng chú ý, trong thông báo của Bộ Chính trị, người ta thắc mắc khi không thấy tên ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, là một con người khá nổi tiếng với nhiều vấn đề đã xảy ra trong quá khứ. Ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Đến ngày 31 tháng 1, tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Bản tin cho hay vào ngày 31 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nguyện vọng xin thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh. Trung ương đã đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo giới quan sát, thông cáo của Ban chấp hành Trung ương có lời lẽ thiếu nghiêm khắc như: trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành công tác của ngành công thương, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương. Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính. Đây là điều phản ánh không đúng bản chất của sự vi phạm của ông Trần Tuấn Anh. Trên thực tế, những vi phạm này là hết sức trầm trọng tới mức công luận cho rằng cần phải khởi tố hình sự và bắt giam ông Trần Tuấn Anh thì mới thỏa đáng. Trước đó, các cơ quan chức năng đã có những biện pháp xử lý mạnh đối với một số lãnh đạo Bộ Công Thương và EVN. Các thứ trưởng Bộ Công Thương là ông Hoàng Quốc Vượng và Đỗ Thắng Hải, phụ tá của ông Trần Tuấn Anh, đều đã bị khởi tố bắt tạm giam trong tháng 1 năm 2024. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, vào trung tuần tháng 12 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận về những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước. Đó là chưa kể tới giới quan sát và giới thạo tin tiết lộ Trần Tuấn Anh là kẻ đứng sau và là tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực tại Việt Nam. Theo giới quan sát chính trị Việt Nam, việc ông Trần Tuấn Anh phải thôi các chức vụ lần này đã cho thấy chỉ hơn nửa nhiệm kỳ của Đại hội Đảng khóa 13 đã có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị mất chức. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh và Trần Tuấn Anh. Số ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 hiện nay chỉ còn lại có 16 người. Đó là chưa kể tới một loạt các ủy viên Trung ương Đảng, cả đương nhiệm lẫn về hưu đã bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam như Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng, v.v. Và mới nhất là Lê Đức Thọ, Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến. Đây là điều chưa từng có xảy ra trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Tuy nhiên, việc ông Tổng Bí thư đã phải chấp nhận để Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh về vườn là thêm một bằng chứng cho thấy sự thất bại trong công tác nhân sự của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam cũng là người vi phạm điều lệ Đảng rất nghiêm trọng khi ông ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, và Trần Tuấn Anh thì có mối quan hệ rất đặc biệt với ông ta. Công luận lâu nay vẫn đánh giá và khả năng rằng Trần Tuấn Anh là kẻ bất tài, háo sắc và vô đạo đức, chưa đủ tiêu chuẩn để làm một công dân bình thường. Nhưng Trần Tuấn Anh nhờ là con của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, là ân nhân đã giúp ông Trọng lá phiếu mang tính quyết định để ông Trọng trở thành Tổng Bí thư tại nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đảng khóa 11 từ năm 2011 đến năm 2015. Nên đã được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ưu ái quá mức, tới mức khó có thể chấp nhận cho được. Đó là lý do vì sao tại các kỳ bỏ phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 cho đến nay, kết quả cho thấy Trần Tuấn Anh luôn đội sổ với số phiếu tín nhiệm thấp. Vậy mà ông ta vẫn ngồi đó. Công luận đặt câu hỏi rằng tại sao những sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là những sai phạm mang tính hệ thống trong cả nhiệm kỳ Đại hội 12 nhưng không bị xử lý. Hơn nữa, Tổng Bí thư Trọng còn cố gắng đưa Trần Tuấn Anh vào danh sách nhân sự chủ chốt để cơ cấu vào Bộ Chính trị của Đại hội 13 và giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để rồi cuối cùng đến nay vẫn phải buộc thôi việc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng trọng bảo kê Trần Tuấn Anh tới phút chót để được hạ cánh an toàn. Bộ Giáo dục duy trì lực lượng Hồng Vệ Binh trong các nhà trường với mục đích gì? Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi thông tin về việc một nữ sinh ở Hà Nội đã bị đội xung kích của nhà trường cắt quần với lý do mặc sai quy định về trang phục. Tờ báo Vietnamnet Online vào ngày 21 tháng 1 có bản tin với tựa đề Nữ sinh Hà Nội bị cắt quần do không mặc đồng phục, nhà trường nói gì? Cụ thể, vào ngày 21 tháng 1 năm 2024, đại diện trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã xác nhận vụ một nữ sinh lớp 10 của trường mặc quần jean đi học sai quy định về đồng phục vào ngày 18 tháng 1 và bị xử lý bằng biện pháp cắt quần của nữ sinh này. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc học sinh khi đến trường cần tuân thủ quy định của nhà trường, nhưng việc cắt quần nữ sinh của đội xung kích nhà trường là hành vi xúc phạm nhân phẩm, vi phạm quyền con người và vi phạm pháp luật. Nữ sinh tại Hà Nội bị cắt quần do không mặc đồng phục. Công luận và giới quan sát thấy rằng câu chuyện vừa kể trên là một vấn đề rất lớn, thậm chí là nghiêm trọng, đặc biệt lại xảy ra trong môi trường giáo dục là điều rất đáng tiếc. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý kỷ luật không chỉ các thành viên của đội xung kích mà cả giáo viên phụ trách. Phóng viên của tờ Thời báo.de đã tìm hiểu và được biết rằng hiện nay trong các trường công lập ở cả ba cấp học vẫn đang tồn tại các tổ chức như đội sao đỏ, đội học sinh tự quản hay đội xung kích vân vân. Nhiệm vụ của những đội vừa kể trên kiểm tra mọi hoạt động nề nếp của học sinh như đi học đúng giờ, mặc đồng phục liên quan đến việc thực hiện nội quy của nhà trường. Tuy nhiên, các chuyên gia về giáo dục cho rằng các tổ chức của học sinh như vừa kể trên mang hơi hướng của lực lượng Hồng Vệ Binh như thời cách mạng văn hóa bên Trung Quốc. Đây là một điều rất nguy hiểm. Theo đó, sự tồn tại của các tổ chức này trong trường học sẽ hủy hoại nhân cách của các em học sinh. Việc để học sinh tham gia giám sát, theo dõi và quản lý các học sinh khác là điều lợi bất cập hại. Vẫn theo các chuyên gia giáo dục cho biết, những học sinh được chọn vào đội sao đỏ, đội trật tự tự quản vân vân, ban đầu thường là những em học tốt, gương mẫu và chăm ngoan. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhiều em đã có những thái độ, hành vi không chuẩn mực, có biểu hiện thích tỏ vẻ, hung hăng hay côn đồ. Thậm chí một số thành viên hung hăng tới mức tự cho mình cái quyền bắt nạt bạn hay buộc một số bạn phải nộp tiền để được bỏ qua những lỗi vi phạm. Đội sao đỏ ở một trường tiểu học tại Hà Nội. Báo Tổ quốc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào ngày 26 tháng 11 năm 2016 đã đưa ra một cảnh báo trong bài viết Quyền uy của sao đỏ có là mầm mống của bạo lực học đường hay không. Bài báo có đoạn, một học sinh tiểu học trong trường tiết lộ với phóng viên rất nhiều học sinh lớp 1, 2 gọi đội sao đỏ là đội khủng bố. Lý do là mỗi lần đội sao đỏ xuất hiện là mỗi lần học sinh lớp bé hơn sống trong sợ hãi. Bài chưa thuộc cũng bị sao đỏ lấy thước đánh, tay chưa sạch cũng bị sao đỏ lấy thước vụt. Theo giới chuyên gia, các thành viên của các đội xung kích được coi như những công an viên có quyền lực rất lớn trong nội bộ nhà trường và trong tương lai các em học trò đó dễ trở thành công cụ của bộ máy cai trị. Đó là lý do một số phụ huynh học sinh không đồng tình với việc duy trì đội sao đỏ và nhận xét rằng điều đó sẽ dẫn tới mất nhân cách của trẻ, đồng thời sẽ tạo ra cho các học sinh một ảo giác về quyền lực từ quá sớm. Ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy tai tiếng Tô Lâm. Một nhà giáo đang nghỉ hưu ở Hà Nội đã nói với phóng viên của tờ Thời báo.de trong điều kiện ẩn danh với lý do an toàn, suy nghĩ của ông về vấn đề này như sau. Nói về hoạt động sao đỏ thì nó chỉ có hai tính năng thôi, đó là soi mói và đấu tố. Điều này còn dẫn đến tình trạng tiêu cực xuất hiện ngay từ cấp tiểu học. Đây là điều nguy hiểm vì nó ảnh hưởng tới nhân cách của đứa trẻ và là sản phẩm của một cơ chế giáo dục thiếu khoa học, cần phải loại bỏ ngay. Đồng thời, nhà giáo này cho biết thêm, việc quản lý học sinh trong trường là trách nhiệm của giáo viên và người lớn, chứ không phải của những đứa trẻ chưa trưởng thành. Công luận cũng thấy rằng chủ trương tạo ra một lực lượng Hồng Vệ Binh trong nhà trường nhằm mục đích để mà cho thế hệ trẻ ở đó độ tuổi học trò Việt Nam được rèn luyện học tập sống trong một môi trường kìm kẹp, mang tính chuyên chế, để đến khi trưởng thành các em dễ dàng chấp nhận và hòa nhập nhanh chóng vào một xã hội công an trị như đang tồn tại tại Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bộ Giáo dục duy trì lực lượng Hồng Vệ Binh trong các nhà trường
với mục đích gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.